Ngày hội đặc sản miền Tây diễn ra từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024 tại làng du lịch Mỹ Khánh với chủ đề chất vị quê hương, cùng quy mô hơn 50 gian hàng sản phẩm đặc sản ô cốp đồng bằng sông Cửu Long và các gian hàng bánh dân gian Nam Bộ, trái cây đặc sản, ẩm thực đặc sắc, hứa hẹn sẽ là sự kiện văn hóa du lịch, ẩm thực được mong chờ nhất dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024. Sự kiện tại làng du lịch Mỹ Khánh vào dịp Tết Dương lịch 2024 còn là nơi để du khách đến trải nghiệm, khám phá nét văn hóa phương Nam qua chương trình ẩm thực chợ quê với hàng trăm món ngon đặc sản miền Tây Nam Bộ. Đến với làng du lịch Mỹ Khánh, cùng khuôn viên rộng gần 30 hectare, quý du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn như chương trình đua heo, đua chó, xiếc thú nghệ thuật, tham quan hồ cá sấu, hồ cá chép Bú Bình, check-in vườn hoa Mỹ Khánh, khu vườn cổ tích, khám phá 18 tầng địa ngục, cội nguồn phương Nam và thưởng thức đặc sản vườn cây ăn trái theo mùa. Không những thế, du khách còn có cơ hội trở về với cuộc sống sinh hoạt của những gia đình điền chủ ngày xưa với chương trình tour đặc sắc đại gia đình điền chủ. Khám phá và trải nghiệm hết mình với các hoạt động tác mương bắt cá, tổ hợp trò chơi dân gian cùng sự dẫn dắt chuyên nghiệp và nhiệt tình của MC tại làng du lịch Mỹ Khánh. Ngày hội đặc sản miền Tây 2024 tại làng du lịch Mỹ Khánh sẽ là sự kiện nổi bật trong dịp Tết Dương lịch Giáp Thìn tại thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Hòa cùng không khí vui tươi ngày Tết, làng du lịch Mỹ Khánh sẽ là điểm đến và mang lại cho quý du khách những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024.